Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mau mau mau. Mặc dù các em là bạn thân của em ấy, nhưng cà phê em ấy làm, các em mới uống lần đầu phải không? Tác phẩm đầu tay của mình. Thử đi, thử đi. Đẹp quá, thử đi. Thế nào? Được đấy. Tiểu Mỹ Thư là chúa động viên. Nghe nói Thiệu Tổng đến rồi à? Bà ấy lại bảo mình đi nước ngoài. Hả? Đi nước ngoài? Cậu nghĩ thế nào? Tiếng Anh của mình dở như vậy, mình đi để làm gì chứ? Mình đi để làm gia tộc xã hội chủ nghĩa của mình mất mặt sao? Đúng không? Quan trọng là cậu đi nước ngoài, muốn ăn thịt xiên cũng không biết đi đâu, nên mới nói không thể nghe bà ấy dàn xếp. Nhưng dù thi đại học điểm cao như vậy chắc cũng hơi khó cho mình rồi. Mấy ngày nay mình đang chuẩn bị thi năng khiếu, hay là cậu cũng thử xem. Thi năng khiếu mình, chỉ cần cậu qua được môn chuyên ngành, môn văn hóa sẽ không vấn đề. Cố gắng thêm một chút, đừng nói là dạy nghề, chính quy cũng có khả năng nữa. Nhưng mà mình, mọi người nghĩ xem, mình hát cũng say nhạc đúng không? Vẽ tranh cũng không biết, còn thể dục thì thôi bỏ đi, cái gì cũng không biết cả. Thì cái gì? Nếu đã như vậy thì chúng ta giúp Duy Ca phân tích xem cậu ấy có những sở trường nào. Được, được, được. Mình mở đầu trước. Cậu ấy biết đánh nhau, biết trèo tường, cao thủ chơi game, giờ còn biết pha cà phê nữa. Cậu nghe đó Duy Ca, mấy sở trường của cậu có cái nào có thể dùng để thi đại học? Nói nhiều. Thấy chưa, Nam Tích cũng chơi cậu nhiều lời rồi. Ý mình nói Hạ Nhuế nói nhiều. Mình hiểu rồi. Nhưng thích nói chuyện liên quan gì đến thi năng khiếu? Ngành dẫn chương trình. Dẫn chương trình? Cái này nghe ổn. Dẫn chương trình là kiểu cầm micro đứng trên sân khấu nói chuyện đó sao? Gần như vậy. Chờ chút, chờ chút. Khi mùa đông giá lạnh kéo dài kết thúc. Đang biểu diễn, đừng làm ồn. Khi mùa đông giá lạnh kéo dài kết thúc, gấu Bắc Cực trở về băng nguyên, lại bắt đầu một hành trình mới. Thế nào? Duy Ca, cậu có năng khiếu quá, cũng ra dáng lắm. Ừ, vậy không đúng. Có phải họ phải học thuộc bản thảo dài như vậy không? Còn không được nhìn. Vậy mình không thuộc được. Không sao, nhưng cậu không nhút nhát. Hơn nữa càng nhiều người cậu càng hăng. Mặc dù dẫn chương trình cũng tính là môn năng khiếu, nhưng nó cũng không giống như âm nhạc hội họa gì đó. Mấy môn cần có nền tảng vững vàng. Cái này chỉ cần tập huấn lớp 12 là được, cộng thêm qua môn văn hóa là không vấn đề. Cậu cho mình suy nghĩ một chút, hơi sung quá. Hạ Nhuế, không vấn đề gì đâu. Ừ, được mà. Thật sao? Có ra dáng không? Có. Mặc lễ phục vào. Hạ Nhuế, chào mọi người. Tôi là người dẫn chương trình lần này, Hạ Nhuế. Cũng có cảm giác lắm. Rõ ngốc. Cậu ngốc thì có, chẳng ngốc chút nào, đáng yêu vậy mà. Giữa mùa đông lạnh giá, hình như có chút đầu mối rồi. Thi năng khiếu dẫn chương trình, có thể thử. Sắp tới cũng là một hướng. Cảm ơn. Vậy đi, có gì tôi sẽ tìm dịp giúp cậu hẹn Dương Thịnh Nam. Thấy chưa, kiểu gì mình cũng không thuộc được. Không được nuốt lời. Còn gì nữa? Mình nói nhiều lắm sao? Không. Dẫn chương trình. Ừ, ý tưởng này cũng được lắm. Ghi một câu cho cậu. Hạ Nhuế, trước đó là mình không đúng. Mình tạo áp lực cho cậu quá nhiều. Cậu có thể thứ lỗi cho mình không? Vậy cậu phải hứa không quản mình nữa. Mình không hứa được. Vậy thì vô hiệu. Vậy đến lượt cậu xin lỗi rồi.
Mình xin lỗi sao? Ừ, bởi vì cậu đã làm sai. Mình làm sai chuyện gì rồi? Cậu không vui mà lại không nói với mình. Đã vậy còn chơi game, còn bùng học. Tự học buổi tối là tự nguyện mà, không thể tính bùng học được. Ý của mình là cậu không vui. Có thể nói với mình mà, đừng có giấu mình. Được, vậy mình xin hứa, sau này mình có chuyện gì cũng đều nói thật với Nam Tích. Mình không bùng học, cũng không chơi game nữa. Mình học hành thật tốt, tuyệt đối không cản chân cậu. Mình cùng thi đại học với mọi người. Được. Vậy mình sẽ soạn lại một kế hoạch học tập, kèm cả nội dung thi năng khiếu. Vậy có phải nghĩa là có thể bớt chút thời gian chia cho môn văn hóa không? Cậu nghĩ cái gì vậy? Ý của cậu là mình phải dùng thời gian nghỉ của mình chia cho môn năng khiếu. Ừ, phân tích đúng lắm. Vừa rồi cậu còn bảo không gây áp lực quá lớn cho mình. Cậu như vậy, mình sẽ thu hồi lời xin lỗi. Khoan 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 đã, tôi thấy hơi loạn. Nam thần, không phải nên là cậu xin lỗi Nhuế ca sao? Sao bây giờ lại thành Nhuế ca thu hồi lời xin lỗi? Chiêu đảo khách thành chủ này dùng lợi hại thật đấy. Sư phụ ở trên, xin nhận một lại của đồ đệ. Lại bắt đầu rồi. Cậu có thể lại, nhưng tôi không dạy nổi. Từ chất tôi hơi kém một chút, nhưng tôi cần cù, nỗ lực học tập. Cậu cần xác nhận lại, cậu có tư chất sao? Tôi vẫn có tích sự mà. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Tất cả tùy duyên. Tùy duyên. Tùy duyên là thế nào? Đã rất nhiều năm không được thấy Nam Tích cười như thế rồi. Các bạn, dừng lại, dừng lại. Nghe tôi nói, nghe tôi nói đi. Tôi bàn chuyện này với mọi người nhé. Chuyện gì? Vốn là thứ hai tuần sau sẽ tổ chức lễ trưởng thành. Sau lễ trưởng thành chúng ta không còn là trẻ con nữa. Mặc dù giờ lễ trưởng thành bị hủy, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thành niên? Ngày cuối cùng của tuổi 18, dù gì cũng phải sống thật ý nghĩa. Tôi kêu gọi mọi người tối chủ nhật, chúng ta để buổi tự học tối là ngày hôm qua, cùng nhau lên tầng thượng dùng cách của chúng ta đón chào tuổi 18. Thế nào? Có chuyện cùng nhau gánh, không có chuyện thì cùng hai. Ấu trĩ, Nhuế ca sao còn lạc quẻ vậy hả? Mọi người đều tới còn sợ cái gì? Ai bảo mình sợ? Vậy thì cùng đi đi, còn băn khoăn gì nữa? Quyết định vậy nhé. Tất cả đều phải đến đấy. Chủ nhật cùng đi đấy. Quyết định như vậy đi. Nam thần, thật ra tôi làm như vậy đều là vì cậu. Tôi đã sắp xếp cho cậu rồi. Tối chủ nhật sẽ tạo cơ hội cho cậu và Nhuế ca. Không cần, cảm ơn tôi. Cứ tin ở tôi. Nam Tích, không ngờ cậu lại hưởng ứng lời kêu gọi của tôi như vậy. Cảm động quá đi mất. Tôi nói cậu nghe, tối hôm đó tôi định như vậy. Mọi người cùng nhau lên sân thượng đúng chưa? Đợi uống tầm mấy lượt, mọi người sẽ hay hết rồi. Tới lúc đó tôi phụ trách chọc Nhuế ca vui. Cậu chỉ cần tỏ ra đẹp trai là được. Sau đó tìm thời cơ kéo Nhuế ca vào một góc. Muốn nói gì thì nói. Thế nào? Cậu muốn tôi nói gì? Nói cái gì cậu cần tôi dạy chắc? Chứ chẳng lẽ lên đó giao lưu học tập sao? Tôi cho cậu xem bảo bối này. Thế nào, hoành tráng chưa? Đến lúc đó tôi sẽ canh thời cơ. Chỉ cần cậu nhìn áp hiệu của tôi đốt lên một cái, đảm bảo không lãng mạn, không lấy tiền. Sao, hoàn hảo đúng không? Đi, đi nào, nhanh lên.
đi. Đi thôi. Đi thôi các anh chị em. Đi đâu vậy Trình Vĩ Lạc? Lạnh quá rồi. Chúng ta về đi. Nửa đêm lạnh thật đấy. Lạnh quá. Việc gì phải chạy lên đây để thành que kem vậy? Các cậu đừng có ồn. Đừng ồn, đừng ồn, đừng ồn. Đừng có ồn mà. Tôi biến một món đồ tốt cho mọi người. Khoan đã. Có chuyện gì vậy? Đi theo mình. Vui thật đấy. Lùi về sau, lùi về sau. Nặng vậy à? Cái gì vậy? Trình Vĩ Lạc điên rồi sao? Trình Vĩ Lạc, cậu điên rồi. Bắn pháo hoa làm gì? Lát nữa hiệu trưởng là xử cậu đấy. Mọi người chạy mau. Này này, chưa bắn xong mà. Chạy đi. Đi, mau lên lầu 2 xem. Cậu ấy muốn cho nổ trường sao? Cậu ấy mua nhầm rồi. Không có tiếng. Cậu ấy mua có tiếng à? Xấu thật đấy, Nam Tích. Đi. Mau, lên lầu xem đi. Trốn đi. Đi. Xong rồi, ngồi xuống đi. Cậu chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy? Tuần trước. Tuần trước à? Mấy thứ này của cậu tốt hơn của Trình Vĩ Lạc nhiều. Mau ngồi đi. Cậu chu đáo thật đấy. Tuyệt vời thật. Ấm thật. Cậu mang nó theo luôn sao? Bởi vì nó là báu vật của cậu.
Cảm ơn cậu. Ly bằng tre đó của cậu cũng tốt lắm. Đó là do ba mình tặng. Có lẽ cũng là quà lưu niệm. Năm đó ba đi công tác mang về, mình cảm thấy dùng tốt nên lấy dùng. Bây giờ mình thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ba, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Chỉ là ông bà nội, cậu đừng thấy ông bà thường rất ít khi nhắc tới ba, nhưng mình biết ông bà nhớ ba, chỉ là không dám nhắc mà thôi. Vì vậy cậu sống chung với ông bà nội sao? Mình nghĩ họ nhìn thấy mình cũng xem như an ủi trong lòng. Ba cậu cũng rất tài giỏi, ít ra bác ấy biết được cậu thích cái gì. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Trước đây hễ mình cứ nhắc tới ba, mình khóc rất thê thảm. Nhưng bây giờ vẫn ổn. Cũng may lúc đó có cậu. Sau này mình sẽ luôn ở bên cậu. Hình như ba không để lại gì, chỉ còn lại mỗi cái ly này. Ba trông như thế nào mình cũng không nhớ nữa. Sao có chút mơ hồ nhỉ? Nhưng không sao. Cậu biết không, chỉ cần mình nhìn thấy cái ly này, dường như cảm thấy ba vẫn luôn ở cạnh mình. Gì vậy? Mình không sao. Qua bao nhiêu năm rồi mình đã quen. Nam Tích, nói cậu nghe một bí mật. Không được cười nhạo mình đấy. Không đâu. Thực ra mình có một danh sách nguyện vọng. Điều đầu tiên trên danh sách chính là ngắm mặt trời mọc trên núi. Bởi vì có một năm Thiệu Tổng đưa bé Hạo Tử tới nhà ông bà nội đón Tết, cho tới rạng sáng. Lúc mình đưa họ xuống lầu, trời vừa hửng sáng, có một loại chùm tia sáng ánh lên người của mình. Mình nhìn thấy luồng sáng đó, lập tức có cảm giác hạnh phúc. Cho nên từ đó về sau, kể từ lúc đó, mình đã rất muốn ở nơi gần mặt trời nhất, ngắm mặt trời mọc một lần nữa. Nam Tích, thực ra có lẽ mình rất nhát. Mình hình như mình còn sợ trưởng thành, còn sợ hơn Trình Tiểu Mập. Mình sợ trưởng thành rồi sẽ mất đi nhiều thứ, giống như đám bạn ngây ngô đó. Còn có tính cách không sợ trời, không sợ đất của mình. Cho nên, và còn mình sợ mất đi rồi gặp lại cậu. Mình rất sợ đến lúc đó các cậu lại đi hết, chỉ còn lại một mình. Mình cũng không biết tại sao hôm đó lúc điền vào giấy nguyện vọng, mình đột nhiên có cảm giác các cậu đều trở nên thành đạt. Chỉ còn lại mỗi một mình mà thôi. Mình không làm được gì, không biết làm gì. Nam Tích, cậu không có cảm giác này sao? Mình không sợ. Bởi vì mình đã tìm thấy cậu. Mình sẽ không để lạc mất cậu nữa. Mình mãi mãi sẽ là đầu gỗ của Hạ Nhuế. Cậu hứa rồi đấy. Cho dù trưởng thành, chúng ta cũng không rời xa nhau. Mình hứa mãi mãi không rời xa nhau.
Hạ Nhuế, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hạ Nhuế, Hạ Nhuế, Hạ Nhuế, Nam Tích, sao vậy? Khi nãy cậu, Hạ Nhuế, nhìn xem. Đẹp thật đấy. Đã quá, cậu thử xem. Hạ Nhuế, 18 tuổi trưởng thành vui vẻ. Nam Tích, 18 tuổi trưởng thành vui vẻ. Mình không ngờ lão Hồ lại là người như vậy. Sao cậu không ngạc nhiên gì vậy? Cậu biết từ đầu rồi. Cậu biết mà không nói với mình. Tại thầy ấy đề nghị phạt chép từ sai chính tả. Ngày nào mình cũng viết đến gãy tay là do thầy ấy đề ra. Hèn gì cậu lại bổ túc cho mình nghiêm túc tới vậy. Thì ra sau lưng có thầy ấy chống lưng. Biết vậy thì tốt. Kiếp trước mình nợ cậu hay nợ lão Hồ đây? Đúng là hết sống nổi mà. Có lẽ là nợ cả hai. Đường dài mới biết sức ngựa. Cậu không hiểu à? Tức là đường còn dài, sẽ trả được thôi. Đừng vội. Bây giờ mình đã học đến khó hơn lên trời xanh rồi. Câu tiếp theo là gì? Phạt chép 100 lần. Sao cậu không bảo Lý Bạch nhập hồn của mình luôn đi? Cậu đi tìm Lý Bạch đi. Tạm biệt. Nhẹ ứng miết dây gãy từng khúc, hết đoạn nghe thường đến khúc lục yêu. Dây lớn 3 năm cấp 3. 3 năm này mình liều mạng với Bạch Cư vậy? Mình cũng không biết tại sao. Tỳ bà hành. Cậu ép tôi, ông ép tôi. Ép nữa tôi sẽ học đánh tỳ bà. Tôi xem nghe thường lục yêu của ông suốt cuộc là yêu gì. Học cũng không học được.
mình dứt khoát xuyên không vào thời đường, mình phóng lửa đốt hết thơ của Bạch Cư Dị. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ cảm kích, rơi lệ trước hành động của mình, cúi đầu vái lạy mình. Đến lúc đó không chừng bức tượng ngoài cổng trường sẽ là hình của mình, biết đâu chừng. Hạ Nhuế, một anh hùng vì sự nghiệp giảm gánh nặng cho con cháu Trung Hoa, cúc cung tận tụy quên đi chính mình. Vì vậy, cậu muốn làm gì? Làm gì vậy? Cậu nghe kỹ đây, tiếng rào rào lẫn tiếng gãy đàn, băm ngọc bỗng nảy hạt châu, hoa quanh ríu rít nhau, nước tuôn róc rách chảy xuống gền, suối lạnh ngưng chảy, dây mành im bặt, không gian bỗng chìm trong lặng thinh, biệt hữu u sầu hận sinh, thử thời vô thanh, thắng hữu thanh. Giỏi thật đấy. Được rồi, cậu đừng quậy nữa. Hai câu cuối cùng này là danh ngôn, cậu nhất định phải học thuộc. Vậy mình học thuộc hai câu cuối thôi được không? Học hết đi. Phải rồi Nam Tích, có phải lần thi tháng trước, có phải... Không phải. Không phải cái gì? Không phải vì giúp cậu ôn bài đâu. Sao cậu biết mình định nói gì? Yên tâm học thuộc đi. Không phải, mình nghe nói đám học bá lớp 12 vô cùng biến thái, để được thêm mấy điểm, không tiếc liều chết học bài. Lỡ mà cạnh tranh khốc liệt như vậy, lỡ họ cướp mất chỗ của cậu, đến lúc đó sao mình có thể trách cậu được? Cũng đúng ha. Sao cậu chẳng biết ăn nói gì vậy? Chỉ là mình cảm thấy học cùng cậu mình rất vui, cho nên mình học sẽ hiệu quả hơn. Mình biết rồi. Mau học thuộc đi. Nam Tích, không có gì, mình có thể học thuộc. Cậu không cần. Mau học thuộc đi. Mình phải làm gì đó cho Nam Tích mới được. Hạ Nhuế, giáo sư Cố, giáo sư Cố xin dừng bước. Sao hai em lại qua đây? Giáo sư Cố, em giới thiệu cho thầy một người được không ạ? Bạn này là bạn Nam Tích, cậu ấy rất giỏi làm đồ gỗ, hơn nữa còn biết thiết kế đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ cậu ấy làm rất tinh tế, hơn nữa cậu ấy còn có hứng thú với kiến trúc, mong là có thể có cơ hội lọt vào danh sách tuyển sinh tự chủ của khoa kiến trúc Đại học Tân Hải. Hạ Nhuế, giờ là giờ học, mau về lớp đi. Nam Tích thực sự là thiên tài đó. Giáo sư Cố, thầy nhìn vào đôi mắt cậu ấy đi. Còn cả đôi tay của cậu ấy nữa. Hạ Nhuế, được rồi. Đẹp biết bao, em xin lỗi. Thầy nhìn đôi tay này đi thầy. Hạ Nhuế đi mau. Giáo sư Cố, giáo sư Cố, giáo sư Cố thật xin lỗi, đám học sinh có hơi nghịch, nhưng mà cậu bé đó tôi từng nói với thầy là một em học sinh rất có năng khiếu. Hồi nãy cậu kéo mình đi làm gì? Cơ hội tốt biết bao. Chỉ cần giáo sư Cố chịu tìm hiểu về cậu, cơ hội thế nào chẳng đến tay cậu. Nếu cậu không thích nói chuyện, thật ra mình có thể giúp. Ưu điểm của mình là mình có thể học thuộc tỳ bà hành chưa? Nam Tích, Nam Tích đâu rồi? Nam Tích, Nam Tích à. Mong là sau này có thể gặp được học sinh trường mình ở Đại học Tân Hải. Nhất định là vậy rồi giáo sư Cố. Vất vả rồi. Giáo sư Cố, giáo sư Cố. Hạ Nhuế, sao lại là em nữa? Không phải Nam Tích. Chuyện của Nam Tích tôi nói rồi còn gì. Đợi một chút, tôi có thể xem cặp sách của em không? Dạ được, dạ được. Giáo sư Cố, cặp sách này là Nam Tích làm đấy. Lúc trước em chưa đeo cặp sách bằng gỗ bao giờ, em còn tưởng rất nặng và nhanh hỏng. Nhưng mà em đeo mấy hôm rồi rất thích. Hơn nữa dở để trong này cũng chia được theo môn, nhìn là biết ngay, tiện lắm. Tôi mở ra xem có được không? Dạ được, dạ được. Thầy xem. Phiền em gửi lời tới Nam Tích. Tôi sẽ đợi em ấy ở buổi tuyển sinh tự chủ. Dạ thật sao? Cảm ơn giáo sư Cố. Giáo sư Cố, tạm biệt. Cảm ơn giáo sư.
Giáo sư Cố đi thông thả. Mau về nhà đi. Nam Tích, Nam Tích à, mình nói cậu nghe, chuyện là giáo sư Cố nói sẽ đợi cậu ở cái gì mà, ở cái gì mà. Được rồi, ngồi xuống đi, từ từ nói. Vừa chạy xong không có ngồi được đâu, không tốt cho tim. Cậu không biết đây là thường thức đấy. Đợi một chút. Không vội, cậu cứ từ từ. Là thầy Cố, thầy ấy, thầy ấy nói sẽ đợi cậu ở buổi tuyển sinh tự chủ của Đại học Tân Hải. Thầy ấy nhớ cậu. Tuyển sinh tự chủ giống như bảo hiểm vậy đó. Chỉ cần cậu đậu thì giống như là uống thuốc an tâm. Cậu đỡ lo thi đại học sớm một ngày thì sớm một ngày. Bây giờ mình chỉ lo cho cậu thôi. Lo cho mình. Lo cho mình cái gì? Học thuộc chưa? Cái gì? Tỳ bà Hành đã thuộc chưa? Vừa rồi hình như giáo sư Cố còn nói cái gì đó, mình chưa nghe rõ. Chắc phải đi nghe lại rồi. Cậu định chạy à? Bây giờ học luôn đi. Đúng là lòng tốt không được đền đáp. Mình giúp cậu như vậy, cậu cho mình nghỉ một ngày có được không? Cậu cố gắng để mình được học Đại học Tân Hải. Mình cũng sẽ cố gắng để cậu được vào Tân Hải. Cậu yên tâm đi, chắc chắn mình sẽ đi cùng các cậu. Cậu nghĩ mà xem, cuộc sống đại học của các cậu mà không có mình thì nhạt nhẽo biết bao. Hà Nhuế, nếu cậu không vào được Đại học Tân Hải, mình cũng sẽ không học ở đó. Cậu nói nhảm gì vậy? Sao cậu có thể không đến Đại học Tân Hải chứ? Học kiến trúc là ước mơ của cậu mà. Câu trước mình nói nhảm thôi, nói dớ dẫn đó. Cậu đừng có để bụng. Nhất định mình sẽ cố gắng, mình sẽ thi đỗ. Chỉ là Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị thôi mà. 371 chữ, mình rất giỏi. Có sao đâu. Bây giờ mình học. Tầm Dương. Mình biết. Đừng nhắc. Bắt đầu đi. Tầm Dương giang đầu dạ tốc khách. Cậu bảo không cho mình nhắc mà. Phong. Cái gì? Cậu dọa mình giật cả mình. Chuyên ngành của các cậu sao có nhiều người thi vậy chứ? Ừ, vẫn chưa ăn sáng phải không? Sao cậu biết? Đã mua cho cậu rồi nè. Không thể để bụng rỗng đi thi được. Vậy cậu ăn chưa? Mình ăn rồi. Sao cậu lại đến đây? Vốn dĩ là muốn nhờ Bân Tử đưa đồ ăn sáng tới cho cậu. Nhưng mà anh ấy nói cái gì mà Dương Vũ Phi thi buổi chiều, nhờ trời nhờ đất không bằng nhờ bản thân, nên mình mua cho cậu đó. Muốn ăn bánh bao hay muốn ăn bánh? Hay là Hạ Nhuế, sao cô ở đây? Không phải
Ăn bánh bao trước đi. Các bạn thí sinh, cầm phiếu dự thi của các bạn, chuẩn bị vào phòng thi. Để mình chút. Nào, như vậy đi. Lát nữa không thể vào trong cùng với cậu. Vậy cậu đeo cái này vào, giống như mình ở bên cậu vậy. Cậu thấy yên tâm hơn không? Có cậu ở đây, mình không sợ. Không sao đâu. Đi đi. Vậy mình đi đây. Cố lên. Cố lên, đi nhanh đi. Hạ Nhuế, đã nói là tôi đưa cho Nam Tích. Cô còn chạy tới đây, có phải là không tin tôi không? Không phải, tôi là cũng đi thi thuận đường nên tôi qua đây một chút. Mấy giờ cô thi? Tôi chỉ là để xem thử. Anh giúp tôi đứng đây đợi cậu ấy. Tôi đi thi đây. Cảm ơn người anh em. Được. Nhanh lên, sắp trễ rồi. Được. Giáo sư Cố, cố lên. Giáo sư Cố, chúc em thi được thành tích tốt. Cảm ơn. Dây chuyền thiết kế cũng được đó, tự làm sao? Cố lên. Dạ, em vào trong trước đây. Chào thầy ạ. Cất tiếng hát ở nơi ánh sáng rực rỡ, nhưng tôi không cất lên được. Âm thầm là cây sáo ly biệt, sân mùa hạ cũng vì tôi im hẳn tiếng kêu. Trầm mặc là cây cầu khang đêm nay. Lặng lẽ mà. Trời ạ, hồi hộp quá đi. Không được. Không sao. Thả lỏng Hạ Nhuế. Âm thầm là cây sáo ly biệt. Thí sinh số báo danh 45 đến số 50 xếp hàng vào. Đúng. Vào đây với tôi. Chào các thầy cô. Em là thí sinh có số báo danh 46 Hạ Nhuế. Em là học sinh trường trung học Thành Hoa. Hôm nay em đọc bài thơ là Tạm biệt Khang Kiều. Từ Chí Ma. Tôi lặng lẽ ra đi, như tôi đã từng lặng lẽ đến. Tôi nhẹ nhàng vẫy tay, tạm biệt dần mây phía Tây. Cành liễu vàng gian sông ấy, như cô dâu trong hoàng hôn. Bóng hình trên mặt nước, bập bềnh trong trái tim tôi. Lớp rêu xanh trên mặt bùn, dịu dàng dẫn dưới đáy hồ. Trong lòng sống mềm mại hồ khang, tôi cam tâm là một cây cỏ dưới nước. Dòng sông ẩn dưới dòm cây du. Dừng. Được rồi. Nào, mời người tiếp theo. Cảm ơn thầy. Được, người tiếp theo. Đầu gỗ. Hình như mình làm hỏng chuyện rồi. Hạ Nhuế, chỉ cho mày thời gian 3 phút. Có gì mà to tát chứ? Đây là chuyên ngành của mày, vốn dĩ không phải là sở trường của mày mà. Có gì chứ? Mày thừa nhận là được thôi. Thả lỏng, kiên cường một chút. Bây giờ chỉ còn kỳ thi đại học thôi. Cố lên. Không được để cho Nam Tích nhìn thấy như vậy. Cậu ấy sẽ lo lắng. Kiên cường. Cười cái nào? Cười đi. Cười lên.
cười lên nào. Không hổ là nam thần của Thành Hoa chúng ta, danh thiếp của giám khảo cũng lấy được. Giáo sư Cố Tư Minh, phó viện trưởng học viện kiến trúc, chức này cũng lớn lắm. Lần này cậu ấy thi đại học Tân Hải ổn rồi. Trên mặt mình có gì sao? Mới xa nhà có chút thôi. Cậu nhìn gì dữ vậy? Cảm ơn cậu. Sao cậu khách sáo vậy chứ? Con cái vàng này đã phát huy tác dụng rất là to lớn. Thật sao? Giáo sư Cố nhìn thấy rồi. Ông ấy nói gì? Ông ấy nói chỉ mấy người này. Ông à, tất cả thư ở đây hết rồi ạ? Ừ, ở đó hết đấy, tự tìm đi. Hạ Nhuế, cậu cũng đừng chán nản quá. Mình không sao. Phát thanh viên giống có phải là chúng ta quyết định được đâu. Chỉ là xem có may mắn không thôi. Chuyện cần may mắn thì cứ cố hết sức trong giờ ý trời. Chắc mình hơi thiếu tí vận may. Cậu làm gì vậy Nam Tích? Hạ Nhuế, mình nói rồi, cậu đi đâu mình đi đó. Cậu đừng có ngớ ngẩn như vậy được không? Mình thi năng khiếu không đổ thì có thể thi bình thường mà. Cậu là thầy phụ đạo mà từ bỏ mình như vậy sao? Không sao đâu. Dù gì con đường thi năng khiếu Nhuế ca cũng đã thử, cũng coi như không còn gì hối tiếc. Huống hồ Nhuế ca học văn hóa cũng tiến bộ rất nhanh, cũng không phải là không có hy vọng. Đúng vậy. Mình nói các cậu nghe, tái ông mất ngựa cũng chưa biết là phúc hay họa. Mình vốn còn tưởng nếu thi đỗ mình sẽ phải làm việc mình không thích suốt cả đời này, nhưng giờ không đỗ mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Hạ Nhuế, cậu đợi mình chút, mình sẽ quay lại ngay. Không sao đâu, con đường nào cũng dẫn tới La Mã mà. Cho dù không có đường lớn thì mình còn có thể đi đường nhỏ. Nếu không được thì chúng ta sẽ vượt qua đồi núi. Hạ Nhuế, cậu đang lo cho Nam Tích đúng không? Nam Tích thì có gì để lo? Thành tích các môn văn hóa của cậu ấy vốn đã tốt, giờ còn thuộc đối tượng ưu tiên, giờ chỉ còn thiếu nước. Người ta cho kiệu tới rước cậu ấy, nhưng chỉ sợ cậu ấy không chịu đi thôi. Đầu óc Nam Tích đúng là hơi đặc biệt mà, nhưng cũng không tới nỗi ngốc chứ. E là lần này không đến nỗi đó. Hôm nay xem ra e là không phải đùa đâu. Mình trèo đèo lội suối gì cũng không sao, nhưng Nam Tích không thể từ bỏ con đường này được. Vì Nam Tích, mình phải tới Tân Hải. Nhuế ca, năm xưa cậu đứng ra đòi lại công bằng cho mình, sau đó cổ vũ mình giảm cân. Suốt bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn chăm sóc mình. Giờ đã đến lúc Trình Tiểu Mập này báo đáp Nhuế ca rồi. Cậu yên tâm, cậu không chỉ có Nam Tích mà còn có mình và Tiểu Mỹ Thư. Cho dù con đường dẫn đến La Mã này có khó đi đâu, mình và Tiểu Mỹ Thư cũng sẽ đi cùng cậu đến cùng. Cái gì mà đi đến cùng đấy? Ngồi xuống giùm cái. Cậu định bảo có chết cũng không tha cho mình à? Lại còn báo đáp. Cậu coi Hạ Nhuế là mẹ cậu à? Chẳng lẽ không cảm động tí nào sao? Hai người còn cười nữa. Lúc này không phải ba chúng ta nên ôm nhau rơi lệ sao? Nào nào. Rồi rồi, mình nhận tâm ý của cậu rồi. Nhưng cậu thực sự không phù hợp để làm mấy chuyện cảm động này. Sau này đừng có cầm nhầm kịch bản nữa nhé. Được rồi, được rồi. Tóm lại, mình phải phấn chấn lên. Mình phải tới Tân Hải. Tân Hải, mình nhất định sẽ tới Tân Hải. Quyết thế nhé. Mình đã đối chiếu rồi. Đề này logic rõ ràng, chú trọng cơ bản hợp với cậu. Nam thần, vừa rồi cậu đi hiệu sách mua đề à? Thầy phụ đạo đây sẽ bắt đầu nỗ lực. Thế này hơi nhanh rồi đó. Cậu không thể cho mình một chút thời gian chuẩn bị sao? Thời gian uống một ly cà phê nhé, đủ không? Trình Nhĩ Lạc, cậu phụ trách lo sức khỏe của Hạ Nhuế. Được luôn. Triệu Nghệ Thư, cậu phụ trách giúp Hạ Nhuế bình ổn tâm trạng.
Được, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, phò tá Nhuế Ca vào Tân Thành nào. Kế hoạch huấn luyện của Nhuế Ca. Vì tuổi trẻ, chạy thôi Nhuế Ca. Cậu là biến thái à? Mình không muốn. Trình Nhĩ Lạc, mình giết cậu bây giờ, đừng có thổi nữa. Mình là nguyên khí tiểu thiếu nữ. Phim được thuyết minh bởi Panku TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tối đến cửa hàng nhé. Anh có thứ muốn đưa em. Ông chủ Dịch, em tới rồi nè. Ủa, đi đâu rồi? Ông chủ Dịch, sao mà không dọn đồ gì cả vậy? Quà thi thử đợt 1, cậu thích không? Nam thích. Cậu làm à? Lần thi thử này không dễ, mà cậu đã được 400 điểm rồi, tiến bộ rất nhiều. Bọn mình đều đang nghĩ không biết nên tặng quà gì cho cậu. Vẫn là Nam Tích sáng tạo nhất. Đúng đó Nhuế Ca, bọn mình đã tính rồi. Còn 70 ngày nữa mới thi chính thức. Mỗi ngày cậu tiến bộ 1 điểm, tổng sẽ là hơn 70 điểm. Đừng làm Nhuế Ca áp lực. Buổi tối hôm chúng ta cùng xem mặt trời mọc, cậu còn nhớ mình đã nói gì không? Nam Tích, thực ra hình như mình cũng hơi sợ. Mình sợ là sau khi trưởng thành sẽ mất đi nhiều thứ. Ví dụ như là đám bạn ngốc nghếch kia. Còn cả cái tính không sợ trời, không sợ đất của mình. Thì rồi còn cậu, người bạn đã mất đi rồi lại gặp lại được. Mình rất sợ đến lúc đó các cậu đi hết, còn lại một mình. Mình làm gì cũng không nổi, chẳng biết cái gì cả. Nam Tích, cậu không có cảm giác như vậy à? Mình không sợ, vì mình tìm được cậu rồi. Mình không làm mất cậu nữa đâu. Mình sẽ mãi mãi là miếng gỗ của Hạ Nhuế. Có mình ở đây,
Đừng sợ. Mình không muốn vì có mọi người thúc đẩy mình mới tiến bộ được. Mình không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Nói cái gì đấy? Mình đã nói rồi mà, cậu là vạch đích của mình. Sao lại là gánh nặng được? Đúng vậy, Nhuế ca, cậu không phải gánh nặng. Cậu đã cố gắng đi được xa thế rồi mà. Đúng vậy, Nhuế ca. Cậu nghĩ lại lúc cậu vào lớp 10 đi. Giờ mình vẫn không dám tin cậu sẽ lên lớp chăm chỉ học hành, về nhà vẫn nghiêm túc học. Nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa. Nếu đi không được, mình sẽ chạy theo. Nếu làm 6 quyển đề vẫn không được, mình sẽ làm 60, 70, 80 quyển. Mình sẽ liều. Nhuế ca liều thôi. Được rồi, mà uống đi. Còn không uống là nguội đấy. Không ngờ cậu còn học được dễ qua. Học với ông chủ dịch à? Cậu đoán xem. Mình thi được vào Đại học Tân Hải là cái do nhỏ cậu cho mình dũng khí và niềm tin. Bông hoa này là một món quà đáp trả của mình. Mình thích lắm. Cười rồi, cuối cùng cũng cười rồi. Sao cơn mưa trở lại sáng? Thanh xuân dám phấn đấu mới có thể không chừa nuối tiếc. Hôm nay gọi em đến không phải vì chuyện gì khác. Em xem, em làm thuê ở chỗ anh lâu rồi, phát lương cho em cũng là điều đương nhiên. Nhưng em lại không lấy, chỉ có thể dùng cà phê này để gắn nợ thôi. Em không được từ chối. Anh kiếm ở đâu ra vậy? Em muốn có cái này lâu lắm rồi. Cái này thì không cho em biết được. Cái này xem như quà tặng em, để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Uống vào sẽ cực kỳ tỉnh táo. Phải pha ngay uống ngay. Hương vị rất giống cà phê anh pha tay. Bước vào tháng 7, các tỉnh, thành phố bắt đầu tuyển sinh. Thời gian cụ thể vui lòng tra lịch trình tuyển sinh của các tỉnh, thành phố năm 2014. Thí sinh có thể lên trang web giáo dục thi cử để tra thông tin hoặc gọi vào số điện thoại tư vấn 118-114. Tập 15, Hạ Nhuế, mình thích cậu. Ngữ văn 135 điểm, toán 142 điểm. 142. Tiếng Anh 137 điểm. 137 điểm, cao vậy. Khoa học tự nhiên 283 điểm. 283. Tổng điểm 697, gần 700 điểm. Nam thần cậu quá ngầu đi. Tôi đã thấy cảnh tượng chúng ta xưng bá Đại học Tân Hải rồi. Nam Tích, cậu tuyệt thật đấy. Nhuế ca, còn mỗi cậu chưa tra điểm, tra đi.
Tra đi, tra sớm, thở phào sớm. Đúng vậy, hơn nữa đề thi năm nay cũng dễ, cậu chắc chắn không vấn đề gì. Trên Trình Dĩ Lạc cậu được 420 điểm, cậu thế nào cũng 450 trở lên. Thế nào Trình Dĩ Lạc cũng được 420 chứ, mình cũng chăm chỉ ôn thi mà. Nhưng mà Nhuế Ca vẫn luôn nỗ lực hơn mình, nên Nhuế Ca được 450 điểm chắc cũng không vấn đề gì. Đúng, nhanh đi. Vậy mình gọi nhé. Gọi đi, gọi đi. Đổ chuông rồi. Hoan nghênh bạn gọi vào đường dây nóng kiểm tra điểm thi đại học. Vui lòng nhập mã số thi, bấm dấu thăng để kết thúc. Ngữ văn 87 điểm. Được được, cũng ổn. Đề ngữ văn năm nay quả thực có hơi ghê. Toán 90 điểm. Tốt đó, đề toán năm nay khó như vậy, đạt chuẩn cũng tốt lắm rồi. 90 điểm. Vẫn còn. Tiếng Anh 105 điểm. Phản kích rồi. Ổn rồi. Còn một môn nữa. Khoa học tự nhiên 167 điểm. 167 điểm chắc đủ rồi chứ. Tổng điểm 449 điểm. Hai năm vừa rồi, Đại học Sư phạm Tân Hải, điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Tân Hải đều tầm 450-460 điểm. Nhưng mà cậu chỉ thiếu có một điểm thôi, lỡ đâu năm nay hạ điểm chuẩn thì... Nhưng Đại học Sư phạm Tân Hải chưa từng thấp hơn 450 thì phải. Nam Tích, Nam Tích, cậu làm gì vậy? Mình cậu chưa khóc mà. Cậu khóc cái gì? Được rồi. Không sao đâu. Cậu thi ở đâu? Mình theo cậu tới đó. Xin lỗi Nam Tích, lần này mình đã làm không tốt. Mỗi một lần cậu nỗ lực, mỗi một lần cậu kiên trì, mình đều hiểu rõ hơn cậu. Nên cậu đừng xin lỗi gì hết. Chúng ta không cần phải nói những lời này. Nhưng mà mình đã hứa với mẹ. Bà ấy nói hễ lần này mình thi không đậu, bà ấy sẽ đưa mình ra nước ngoài. Phải làm sao đây? Mình sợ lỡ tụi mình phải xa nhau thì sẽ ra sao? Hạ Nhuế, cậu có tin mình không? Để chúng ta được ở bên nhau, cố gắng thêm một lần nữa, được không? Nhưng mà phải làm sao đây? Tôi biết, tôi hiểu tình trạng cậu nói. Nhưng cậu có thể đừng nhấn mạnh mấy lý do này mãi không? Đừng đổ hết lên đầu người khác, có được không? Được rồi, cậu chờ một lát. Chờ một chút. Nhớ, cậu xem lại mấy vấn đề Trung tâm tư vấn du học vừa nói đi. Nhập học một nửa năm không sao đâu.
Mấy ngày này chúng ta xem xét tình hình trường học, rồi chọn ra mấy trường thích hợp. Alo. Ý tôi là chuyện gì cũng phải xem xét lại mình trước. Báo cáo doanh thu không ra được thì cũng là vấn đề của người khác sao? Không liên quan tới cậu à? Được được được, cậu hiểu là được rồi. Được rồi được rồi. Thứ hai tôi phải thấy báo cáo. Được rồi, tạm biệt. Xem xong rồi chứ? Mẹ cảm thấy Đại học Sư phạm Tân Hải thì con đừng suy nghĩ nữa. Mẹ biết con đã cố hết sức rồi. May là điểm tiếng Anh của con cũng khá ổn, đăng ký đại học nước ngoài chắc cũng không thành vấn đề. Tranh thủ kỳ nghỉ hè này tiến bộ thêm về phần khẩu ngữ. Nếu vẫn không được thì ba mẹ cho con ra nước ngoài học tiếng trước. Mẹ, gì đây? Con bây giờ con chưa muốn đi du học. Sao con lại nữa? Không phải, con đồng ý đi du học, nhưng mà không phải bây giờ. Con có lý do riêng của mình. Mẹ tin con đi được không? Nhuế Nhuế, có phải con đang có chuyện gì, có vấn đề gì giấu mẹ không? Ba ngày, mẹ chỉ cho con 3 ngày thôi. Con nhất định cho mẹ đáp án, có được không? Ai đó? Là cháu Hạ Nhuế đây. Là Hạ Nhuế sao? Nam Tích đang đọc sách bên trong. Nam Tích, thế nào rồi? Mẹ cậu nói thế nào? Cô không đồng ý sao? Bà ấy đồng ý rồi. Kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Cậu giận mình sao? Mình không có. Cậu cười lên thì mới đẹp. Như hoa giữa mùa xuân. Đúng vậy. Cậu xem cậu cười lên đẹp biết mấy. Sau này cười nhiều một chút. Phải rồi. Cái này gửi cho cậu. Cậu xem đi. Kế hoạch của chúng ta có thành công được không? Mình không biết. Không biết. Thôi chết, cậu còn thiếu tự tin như vậy. Dù sao cũng là mẹ cậu. Cậu gặp mẹ mình còn căng thẳng gì? Có một chút. Mình chưa thấy cậu như vậy bao giờ. Thừa nhận nhược điểm của mình dứt khoát như vậy. Như vậy không tốt sao? Tốt, cực kỳ tốt. Ai bảo vô tâm không tốt? Vô tâm. Cậu giải thích cho mình đi, mình xem không hiểu. Được. Cậu xem đi. Thế nào? Rõ ràng lắm có phải không? Cũng rất đơn giản. Sao vậy? Không phải cậu đã hiểu rồi sao? Vì cậu gật gật cái gì? Xem ra mình phải sửa lại một chút. Sửa cái gì? Sửa gì vậy? Di truyền học nói EQ của con gái đa số được di truyền từ mẹ. Cậu xem không hiểu, mình lo mẹ cậu cũng không hiểu được. Mình thấy bây giờ cậu gan to thật đấy. Ngày trước đó mình ngốc đã đành, bây giờ dám ngang nghiêng trắng trợn lôi cả mẹ mình vào. Thừa nhận bản thân mình ngốc cũng là một kiểu tiến bộ. Nói cậu mập, cậu còn thở dốc luôn rồi. Da mặt cậu cũng mỏng quá, nên dày thêm một chút. Nam Tích này, số lượng thoại của cậu hôm nay đã bùng nổ rồi. Mình ra lệnh cậu tắt tiếng cho mình.
Không ngờ có ngày mình lại ra lệnh cho cậu im lặng. Đúng là phong thủy luôn lưu chuyển. Nhưng mà kế hoạch này nhìn khó quá đi. 3 ngày liệu có đủ không vậy? Nếu không được thì mình xin mẹ mình thêm 2 ngày để kéo dài thời gian. Chơi trò sống âm với mình sao? Nhập vai sâu vậy? Hay cậu thi khoa diễn xuất đi? Mình khổ quá đi. Được, mình cho cậu nợ một lần. Được rồi, không đùa nữa. Giải thích qua cho cậu về vấn đề này. Trước hết là cười cái gì? Nghiêm túc vào, phân tích tình hình của cậu. Đây là số đại học sàng lọc, đây là những đại học cậu có thể thi vào, còn đây là điểm. Nè, đeo kính vào đi. Đẹp, đẹp lắm. Như thế, con với Nam Tích cứ ngồi phòng khách một lát. Mẹ đi lấy đồ cho 2 đứa. Vâng. Là thằng bé Nam Tích tới sao? Không biết 2 đứa này đang bày trò gì. Nhất định Hạ Nhuế đã có chuyện giấu con. Đã 3 ngày nay con không thấy nó đâu hết. Chẳng biết bận chuyện gì. Yên tâm đi, 2 đứa nó luôn ở bên nhau mà. Mẹ hay nói chuyện với bảo mẫu nhà Nam Tích. 2 đứa nó mấy ngày nay ngày nào cũng ở bên nhau sao? Đâu chỉ mấy ngày, Nhớ nhớ chúng ta ôn thi đại học đều nhờ thằng bé Nam Tích dạy kèm đấy. Chẳng biết Nhớ nhớ nhà ta có phúc từ đâu ra, có thể có bạn trai tốt như vậy. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Còn lại trẻ con, bạn trai cái gì chứ? Bà nội, anh trẻ con mặc áo vest đó đến hỏi cưới chị con sao? Trừng Hảo, mẹ phải hạn chế thời gian xem phim của con. Trong đầu con suy nghĩ dớ dẫn cái gì vậy? Anh rể cái gì mà anh rể? Đừng nói nữa, mẹ cháu không vui. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hà Nhuế, con nói thật đi, lời con muốn nói có phải liên quan tới Nam Tích không? Mẹ, những lời tụi con sắp nói đều do con và Nam Tích cùng chuẩn bị và quyết định. Quyết định sao? 2 đứa quyết định chuyện gì? Cô à, con biết cô không hài lòng với thành tích của Hạ Nhuế nên cô muốn đưa cô ấy xuất ngoại. Đúng vậy. Về chuyện này cháu có ý kiến gì sao? Cháu không đồng ý. Cái gì? Mẹ, ý của Nam Tích là cậu ấy cũng có kế hoạch về cuộc sống tương lai của con, muốn nói cho mẹ nghe để xem có được hay không. Nam Tích có kế hoạch về cuộc sống tương lai của con sao? Dân, mẹ nghe thử trước đi. Cô à, tuy chúng cháu còn trẻ nhưng với chuyện của Hạ Nhuế thì cháu vô cùng nghiêm túc. Cháu và Hạ Nhuế quen biết nhau từ bé, tuy là đã xa nhau nhiều năm như vậy rồi,
Nhưng khi chúng cháu gặp lại thì vẫn tin tưởng nhau. Với lại thời gian 2 năm ở cấp 3 sáng chiều gặp nhau, cháu dám nói sự hiểu biết của cháu về cô ấy không thua kém bất kỳ ai. Cô à, chúng cháu tuy còn trẻ, chưa từng trải sự đời, nhưng mà xin cô hãy tin cháu. Nửa đời sau của Hạ Nhuế, thôi thôi, cháu đừng nói nữa. Cháu đừng nói những lời như là cháu chịu trách nhiệm nửa đời sau của nó. Đều là lời thoại trong phim, cũng chỉ có trẻ con như Trần Hạo mới tin thôi. Làm ơn đi. Thôi thôi thôi, bỏ đi. Cô thực sự không thể nghe thêm câu nào. Đúng, hai đứa đã trưởng thành, nhưng chỉ mới 18 tuổi thôi. 18 tuổi đứa bàn chung thân đại sự với cô, có phải hai đứa quá nóng vội không? Cô à, Nam thức dậy đi, chúng ta thay đổi góc nhìn. Nếu cháu là bậc cha mẹ, cháu có yên tâm khi giao con gái mình cho một đứa trẻ mới tốt nghiệp cấp 3 không? Như vậy cũng được sao? Không phải, cháu sẽ không hiểu được đâu. Bọn trẻ tụi cháu chẳng biết về suy nghĩ của ba mẹ. Sao tôi lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Con gái tôi chỉ mới 18 tuổi. Con bé vẫn chưa tới độ tuổi kết hôn theo luật định. Mẹ, mẹ xem cái này đi rồi nói tiếp. Bản kế hoạch, cháu cũng sáng tạo thật đấy. Cháu tưởng đang làm ăn sao? Cô bán con gái cho cháu sao? Được, cô xem thử, xem cháu viết gì trong đó. Nhưng mà cô nói cho nghe, bất kể là kế hoạch gì, cô cũng sẽ không đồng ý đâu. Bản kế hoạch sự nghiệp của Hạ Nhuế. Cô à, đây là bản kế hoạch sự nghiệp của Hạ Nhuế do cháu cùng soạn nên với cô ấy. Mời cô xem. Trước tiên là trường đại học gì? Là đại học trong nước hay nước ngoài, có đúng không? Đúng. Lần thi đại học này cô biết Hạ Nhuế đã cố hết sức, nhưng mà số điểm ngấp nghé mức điểm trường hạng 3, nếu chọn học đại học trong nước nhất định không phải lựa chọn tốt nhất. Vì vậy cô muốn đưa con bé xuất ngoại, có được môi trường học tập tốt hơn. Vậy nếu tìm một trường đại học vừa hợp với Hạ Nhuế, vừa khiến cô hài lòng thì sao? Xin mời cô xem, đây là trường đại học thích hợp với cậu ấy. Sau khi được sàng lọc bằng điểm số, trong đó có trường thích hợp nhất là trường này, là chuyên ngành quản lý khách sạn của Học viện Kinh doanh Tân Hải. Quản lý khách sạn Học viện Kinh doanh Tân Hải. Mẹ, phía sau bản kế hoạch mẹ đang cầm có thông tin về Học viện Kinh doanh Tân Hải. Trường của họ đứng top ở thành phố Tân Hải trong chuyên ngành quản lý, với tỷ lệ có việc làm và phương hướng việc làm của họ đứng trong top 3. Đây đều do con tổng hợp sao? Dạ không, là con và Nam Tích cùng giao làm. Cho dù Học viện Kinh doanh Tân Hải thực sự thích hợp với nó, cũng không có nghĩa nó sẽ ghi danh thành công. Nếu ngôi trường này tốt như mấy đứa nói, thì với điểm của Hạ Nhuế, tỷ lệ nó được nhận rất thấp. Điểm trúng tuyển năm ngoái là 435 điểm, mà điểm cô ấy là 449 điểm. Tính theo thống kê chuyển đổi của toàn tỉnh, tương đương 440 điểm của năm ngoái, cô ấy sẽ trúng tuyển. Với lại sự biến động của điểm số không quá 10 điểm. Mẹ, mẹ nghĩ vậy đi. Nếu con xuất ngoại du học thì chưa nói đến có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không. Trước mắt đã tồn tại rất nhiều điểm bất cập và nguy hiểm. Nhưng mà nếu như con có thể đi học ở Học viện Kinh doanh Tân Hải, nó rất gần nhà mình. Nếu mẹ thấy lo lắng cho con thì cũng tiện cho mẹ giám sát con mà. Với lại Học viện Kinh doanh Tân Hải ở làng đại học cũng rất gần Đại học Tân Hải, con đi học ké cũng tiện. Với lại trong Học viện Kinh doanh Tân Hải có một quán cà phê hot trên mạng nổi tiếng khắp nước. Nếu con có thể đi làm ở đó, rất có ích cho sự nghiệp của con trong tương lai. Chỉ là một quán cà phê có thể giải quyết vấn đề việc làm của con sao? Phía sau bà kế hoạch là thông tin quán cà phê tham gia hoạt động barista, và mỗi năm họ sẽ tham gia cuộc thi barista nổi tiếng trong nước định kỳ hàng năm. Ban giám khảo trong đó đều là người pha chế cà phê nổi tiếng trong nước. Nếu con có may mắn được làm việc với họ, tức là trong lúc học đại học con có thể có được thông tin và mối quan hệ có ích. Mẹ, không phải là con không muốn xuất ngoại, mà là không muốn xuất ngoại chỉ vì trốn thành tích thi kém cỏi của mình. Như vậy con sẽ luôn là kẻ thất bại, chỉ biết trốn tránh. Con muốn thông qua học tập và tích lũy trong thời gian học đại học khiến mình tự tin hơn. Như vậy nếu có cơ hội xuất ngoại lần nữa, con có thể nắm bắt tốt và học hỏi tốt hơn nữa. Ông nội, đây có còn là chị cháu không? Sao cháu không hiểu chị ấy nói gì hết vậy? Ông cũng không hiểu lắm. Nam Tích rốt cuộc có hỏi cưới hay không vậy?
Ông thấy là có ý đó đó. Vậy có phải cháu nên giám sát họ, tranh thủ thời cơ quyết định chuyện này luôn? Phải. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời cơ. Còn nữa, mẹ cháu đang làm gì vậy? Không cảm thấy nguy cơ gì hết sao? Lỡ mất dịp này, chị cháu không biết đợi bao lâu mới gặp được người thứ hai thích chị ấy nữa. Thực ra mẹ cháu không thân với Nam Tích. Đến lúc đó ông nói với mẹ cháu, ông thấy thằng bé Nam Tích này không tệ, cũng rất tốt, có phải không? Ông nội, cháu ủng hộ ông. Tối nay cháu nói chuyện với mẹ. Lần này con thực sự đã quyết định muốn làm gì con có năng khiếu và yêu thích. Mẹ cũng biết từ nhỏ tới lớn con không giỏi chuyện gì. Là ông chủ dịch giúp con biết con thích cà phê và có tài năng về pha cà phê. Cô à, Hạ Nhuế làm người pha chế, không phải chỉ nói suông. Con không phải nói suông. Con đã đặt mua rất nhiều sách về quản lý học. Hơn nữa con cũng lấy tiền mừng tuổi đăng ký lớp học bồi dưỡng quản lý. Nếu mẹ không cho con đi, vậy thì sẽ uổng phí tiền. Tiền mừng tuổi con giữ đến bây giờ à? Con đã xin ông nội tạm ứng trước tiền năm sau cho con rồi. Ba à, sao ba cũng hùa theo tụi nhỏ vậy? Thực ra ba nghĩ cho sớm cho muộn cũng là cho, giống như các con làm kinh doanh cũng thường mượn tiền ngân hàng mà. Các con nói chuyện đi ha. Mẹ, con đã trưởng thành 18 tuổi rồi, con có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Sau này đi con đường nào, đi bao xa, con muốn tự mình đi thử. Nhuế Nhuế, con xem, hôm nay con phô trương như vậy, vừa mặc đồ sang trọng giả làm người lớn, vừa vạch ra bản kế hoạch nghề nghiệp. Nhưng đây đều do một mình con làm sao? Không phải là do Nam Tích giúp con nhiều nhất sao? Muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, một mình con có làm được không? Cậu ấy không chỉ một mình. Hiện tại không phải, sau này cũng không phải. Tương lai của Hạ Nhuế, cháu sẽ cùng gánh vác với cậu ấy. Nam Tích, Nam Tích à, đây không phải trò chơi trẻ con. Cô biết cháu và Hạ Nhuế là bạn rất tốt, nhưng mà Hạ Nhuế không thể cả đời chỉ dựa vào cháu. Cháu cũng không thể cả đời ở cạnh con bé. Chúng cháu nhất định sẽ luôn ở cạnh nhau. Cháu sẽ không để mất Hạ Nhuế nữa. Cũng mong cô đừng đưa bạn ấy ra nước ngoài. Hơn nữa, Hạ Nhuế không phải dựa vào cháu, mà là chúng cháu nương tựa lẫn nhau. Nếu không có Hạ Nhuế, cháu có lẽ không trải qua nỗi cuộc sống cấp 3. Đại học còn không cần nói. Chúng cháu sẽ luôn dựa dẫm vào nhau. Sau này cũng sẽ luôn ở bên nhau. Mẹ, mẹ tin con một lần đi. Lão Dịch không từ mà biệt thật sao? Hạ Nhuế, rời đi không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Ngoài ra, để lại một phần quà từ biệt cho em, xem như là quà cảm ơn. Em ở đây đã làm không công 3 năm. Gặp nhau tức là duyên, có duyên ắt gặp lại. Nhuế ca, Lão Dịch rốt cuộc để lại gì cho cậu? Chỉ nhiêu đây à? Chỉ nhiêu đây cái gì? Bourbon, Brooklyn, Gisa, cộng lại đắt lắm có biết không? Cậu vui là được. Nhuế ca, khi nãy lúc điền nguyện vọng, mình hỏi Lão Hồ rồi. Lão Hồ nói với mình, Lão Dịch bỏ nghề vì theo đuổi huấn luyện viên Dương. Lão Dịch và huấn luyện viên Dương, hai người họ yêu nhau rồi sao? Bây giờ vẫn chưa. Huấn luyện viên Dương bị điều đi ngoại tỉnh, Lão Dịch đi theo tiếng gọi tình yêu, không nói lời nào, nhanh chóng thu dọn hành lý đi theo rồi. Xem ra sau này cũng sẽ có một quán cà phê bớt đi rồi. Mình phải đợi uống rượu mừng của họ. Thật không ngờ, khó khăn lắm mới không cần từ biệt Nhuế ca, bây giờ lại phải từ biệt nơi này. Nhưng mà đúng là có chút không nở.
Xong rồi, uống cà phê xong chúng ta phải làm việc thôi. Của cậu, lát ra sao dọn dẹp đấy. Được. Của cậu, hai chúng ta qua bên đó thu dọn. Thi cử thuận lợi. Nguyện vọng đơn thuần thời trung học. Hy vọng Trình Vĩ Lạc tập huấn thuận lợi. Đây là chữ của tiểu bí thư. Trình Vĩ Lạc phải được hạng nhất đấy. Tuyệt đối không được để bị thương. Phải lấy được quán quân giải bóng rổ trung học. Nguyện vọng của tiểu bí thư tại sao đều liên quan tới mình vậy? Thì ra cậu ấy quan tâm mình nhiều như vậy. Trình Vĩ Lạc qua đây giúp một tay đi. Mau lên, nặng quá đi mất. Nào nào nhanh lên. Khi cái này nặng thật đó. Để mình làm cho. Nè, tiểu bí thư, chúng ta trải bên này. Không cần, không cần. Có cần làm bên này không? Được, mình giúp cậu. Đống giấy này cứ xé đi là được. Sao vậy? Không có gì. Cậu cứ xé như vậy. Để mình giúp. Nào, mình đi giúp họ. Cậu cứ xé như vậy là được. Đồ ngốc. Những lời hôm nay không phải mình nói để an ủi mẹ cậu. Mình sợ mẹ cậu không đồng ý cho cậu ở lại. Trong lúc nôn nóng đã nói ra lời thật lòng trong tim. Mình muốn được mãi mãi ở bên cậu. Không phải bầu bạn kiểu bạn bè, mà là có thể nắm tay cậu, bầu bạn đến già. Hạ Nhuế, mình thích cậu.